ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ chương trình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Sài Gòn Innovation Hub thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trong năm 2017, thành phố sẽ hỗ trợ vốn cho 400 đến 500 dự án khởi nghiệp. Trong số này sẽ có các dự án nằm trong các hệ sinh thái khởi nghiệp thuộc những ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố. Theo Sài Gòn Innovation Hub, các gói hỗ trợ dự án khởi nghiệp với mức cấp vốn 2 tỷ đồng, 1 tỷ đồng, 500 triệu đồng sẽ được xúc tiến, triển khai nhanh. Đây là các con số cụ thể nằm trong kế hoạch hành động của chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Số dự án được hỗ trợ vốn sẽ cỡ khoảng 400 đến 500 dự án. Riêng Sài Gòn Innovation Hub thời gian tới sẽ cùng cộng đồng khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp tích cực vận hành 4 hệ sinh thái khởi nghiệp trong năm 2017 và sẽ hợp tác với các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp để triển khai các hệ sinh thái này. Các hệ sinh thái khởi nghiệp gắn liền với 4 ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh là công nghệ thông tin, cơ khí, điện tử, hóa dược cao su. Đây là các ngành công nghiệp đang được thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đầu tư, định hướng phát triển. Kể từ ngày 28 tháng 3 tới, thì Vietnam Airlines sẽ khai trương đường bay thẳng Hà Nội-Sydney. Đường bay mới sẽ có tần suất khai thác là 3 chuyến trên một tuần. Vietnam Airlines cho biết đường bay thẳng giữa Hà Nội-Sydney sẽ được khai thác với tần suất 3 chuyến một tuần bằng máy bay thế hệ mới Boeing 787-9 Dreamliner. Các chuyến bay sẽ xuất phát từ Hà Nội lúc 23 giờ 55 phút và từ Sydney lúc 15 giờ 15 phút giờ mùa hè và 14 giờ 15 phút giờ mùa đông, thời gian bay khoảng 9 tiếng rưỡi. Đây là đường bay thứ 3 của Vietnam Airlines đến Úc sau đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Sydney với Melbourne. Vietnam Airlines cho biết nhân dịp mở đường bay mới, hãng cũng triển khai chương trình khuyến mãi. Đối với các chuyến bay khởi hành trong tháng đầu khai trương, giá vé khứ hồi sẽ giảm về còn 500 đô la Mỹ, tương đương gần 12 triệu đồng, vé được mở bán từ nay đến ngày 28 tháng 2. Kính thưa quý vị, đầu tháng 1 vừa qua, thì Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu năm 2016 của thành phố. Đây là những bạn trẻ có những thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực được tìm kiếm và chọn lựa. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với gương mặt nghệ sĩ trẻ tiêu biểu của năm 2016, bạn Bùi Vũ Nguyệt Minh, 17 tuổi, hiện đang theo học piano hệ trung cấp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Xin chào Nguyệt Minh, cảm ơn em đã nhận lời tham gia buổi trao đổi của kênh truyền hình FPNC ngày hôm nay. Lần đầu tiên thì chị cũng xin chúc mừng em vì đã được tuyên dương là một trong 10 công dân tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Em có thể chia sẻ một chút về cảm giác của mình được không? Trước tiên là em muốn cảm ơn chị và cũng như là các anh chị ở đài truyền hình đã tạo điều kiện cho em có cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Cái danh hiệu mà công dân trẻ tiêu biểu đối với em là một cái sự thừa nhận rất là lớn, cũng như nó là một cái nguồn động lực để cho em tiếp tục tới với cái con đường phát triển nghệ thuật để phục vụ nhiều hơn cho cái sự phát triển về văn hóa, nghệ thuật và kinh tế của nước nhà. Chị được biết là gia đình mình không phải là một gia đình có truyền thống với nghệ thuật. Vậy đâu là con đường mà đưa em đến với âm nhạc cổ điển của chúng ta? Mẹ em không phải là một cái gia đình, đúng là gia đình em không phải là gia đình truyền thống. Và mẹ em cũng không có làm việc trong lĩnh vực âm nhạc. Nhưng mà mẹ là một người rất là yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc, và cả gia đình em có một cái gọi là truyền thống là yêu âm nhạc. Nên là từ nhỏ thì mẹ rất là hay bật cho em những cái đĩa preludes, mazurka, những cái bản thu âm của chú Đặng Thái Sơn. Thì chính từ những cái bản thu âm đấy là những cái âm thanh âm nhạc đầu tiên trong cuộc đời của em. Và sau đấy thì mẹ mới tìm cho em tới với âm nhạc như là một cái sự giải trí lành mạnh, đúng không? Khi bố mẹ cho con cái học vẽ hay học bơi lội thể thao ấy, thì đối với em là cái đàn dương cầm. Thì sau này khi mà em lớn dần lên thì em nghĩ là có thể cái tình yêu của em dành cho nghệ thuật nó cũng được nuôi dưỡng theo những cái năm tháng và nó cũng được phát triển lên. Em nghĩ tình yêu là cái nó rất là trường tồn, nó không mãi mãi. Và em nhìn cái đàn piano của mình như là một người tình vậy. Nên là em tới với nó một cách rất là tự nhiên, rất là thoải mái, không ép buộc. Và em nghĩ là điều quan trọng, bởi vì khi bạn ép bạn yêu một ai đó thì nghĩ đó không phải là tình yêu, nó có thể là một sự ham muốn điều gì đấy. Vậy từ chính xác là từ thời điểm nào mà em xác định em sẽ lựa chọn cái đàn piano cũng như là cái con đường nghệ thuật sẽ là một cái con đường theo đuổi lâu dài của em, và em đã chia sẻ cái điều này với gia đình em như thế nào? Khi mà em bắt đầu thi vào nhạc viện cũng là cái lúc mà em nói với mẹ là em muốn theo cái con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Thì gia đình em luôn ủng hộ bất kỳ cái đam mê nào của em.
bất kể nó là âm nhạc hay là kinh tế hay là khoa học. Đó, bố mẹ em rất là vui bởi vì họ họ tin tưởng vào cái sự lựa chọn của em và ủng hộ em bất kể là em thành công hay kể khi em chưa thành công. Chị được biết hiện tại thì bên cạnh cái việc học ở nhạc viện thì em còn phải theo học văn hóa vào buổi tối. Liệu cái điều đó nó có cái khó khăn trong cái việc cân bằng giữa việc học văn hóa và học tại nhạc viện với một cái lứa tuổi còn khá là nhỏ nha em? Thật ra em học văn hóa nó là một sự hỗ trợ cho ngành nghệ thuật. Bởi vì em tin là tới một cái thời điểm nào đấy thì tất cả những cái ngành nghệ thuật, khoa học, xã hội nó sẽ giao nhau ở một điểm. Trong âm nhạc, ví dụ như trong môn hòa âm hoặc đối âm, nó đều có sự tính toán ở trong đấy, nó đều có tính toán học cũng như vật lý học ở trong đấy. Bởi vì những cái sóng âm khi mà được tác động vào với nhau sẽ tạo ra một hiệu ứng về tâm lý khác nhau cho từng cái khán thính giả nghe. Và trên cái con số thống kê vậy, người ta tạo ra những cái bộ môn như hòa âm và đối âm để gọi là đưa những quy luật của sáng tác và quy luật sắp xếp các âm thanh để tạo nên âm nhạc. Đặc biệt là khoa học xã hội, nó ảnh hưởng gần như là trực tiếp lên sự phát triển của nghệ thuật. Bởi vì bản thân nghệ thuật cũng là một yếu tố của xã hội, nó cũng được khai sinh ra từ xã hội. Nên là thật ra cái việc học văn hóa nó rất là hữu ích, em nghĩ như vậy. Và cái việc cân bằng nó là một trong cái việc, một cái sự luyện tập vậy. Chúng ta luyện tập để chúng ta cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, giống như là cái vòng tròn âm dương. Bản thành tích của cô bé vừa tròn 17 tuổi khiến chúng tôi không khỏi thán phục với vô số những giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ trong nước và quốc tế như giải vàng cuộc thi piano quốc tế năm 2011, học bổng tài năng trẻ của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh hay việc trở thành trợ lý chính thức của nhạc trưởng người Đức giáo sư Tom Zeller tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng điều khiến chúng tôi ấn tượng hơn cả chính là sự chín chắn và có phần già dặn hơn so với lứa tuổi của Nguyệt Minh. Những cái giờ lên lớp thì phải nói rằng rất là thú vị. Nguyệt Minh rất là nhanh chóng nắm bắt được những cái ý đồ của tôi để mà thực hiện tốt. Rồi những cái tôi thấy rằng là mỗi một lần lên lớp xong, cô ấy lại có được những cái chuyển biến mới. Chị cũng được biết là em đã nhận được một học bổng cho cái ngành mà em đang theo học. Chia sẻ một chút về cái định hướng trong tương lai của mình thì em muốn mình trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp, chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong cái cuộc trò chuyện của chúng ta thì em có nói là em muốn trở thành một nhà giáo dục nữa, thì em có thể chia sẻ cho chị về hai cái ý đó được không? Một nghệ sĩ, bởi vì em luôn cảm thấy khi đứng trên sân khấu nó là nhà của mình. Trước đấy em có thể cảm thấy mệt mỏi, em có thể thấy chán nản, nhưng mà ngay khi bước lên sân khấu, đứng trước những khán giả đấy, em cảm thấy có một cái sự yên tâm, sự an toàn. Và khi mà tất cả mọi thứ xung quanh họ tắt đèn đi, chỉ có một mình cái ánh đèn sân khấu giữa em và cái đàn, em cảm thấy có cái sự giao thoa. Cảm giác ngay cả khoảng khắc đấy, tất cả thế giới âm thanh là thuộc về mình. Như một nhà giáo dục, bởi vì em muốn kết nối với những trẻ em. Em muốn đưa âm nhạc tới với những trẻ em khó khăn, đến những gia đình khó khăn. Bởi vì em tin rằng khi mà một nhóm trẻ con cùng hòa tấu với nhau, cùng song hát ca lên với nhau, thì không thể có những hiện tượng như là bạo lực học đường hay là những cái hiện tượng tiêu cực của xã hội. Bởi vì em tin là âm nhạc có thể hàn gắn được những cái tâm hồn với nhau, có thể khơi biến những đứa trẻ lo lắng, tự ti trở nên tự tin, dũng cảm, có tự trọng, có trách nhiệm. Âm nhạc nó là một cái thứ ngôn ngữ mà nó vượt lên trên những cái tầm biên giới của giai cấp, của quốc gia, của ngôn ngữ, của chủng tộc. Nó thuộc về tất cả mọi người, và nó tới từ trái tim của tất cả mọi người. Và em muốn khơi dậy điều đấy trong những đứa trẻ để cho nó cảm thấy là tôi có thể tự tin với âm nhạc, trong âm nhạc tôi đứng ngang hàng với tất cả mọi người, tôi không thua một ai cả, tôi có quyền để được hưởng cái nền giáo dục nghệ thuật. Chị thật sự cảm thấy rất là xúc động khi mà nghe em chia sẻ về tình yêu, cũng như là cái lớn hơn là cái mong muốn của em là cái việc đem âm nhạc cho tất cả mọi người. Mà một lần nữa thì chị xin chúc cho ước mơ của em, những cái hoài bão của em có thể được thực hiện một cách sớm nhất với những cái nỗ lực mà em đã cố gắng trong thời gian vừa qua. Và xin cảm ơn em đã nhận lời tham gia buổi trao đổi ngày hôm nay. Em cảm ơn chị.
qua 10 tháng 2, lần đầu tiên Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố giải chất lượng khám chữa bệnh cấp thành phố và công bố top 10 bệnh viện tốt nhất Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Năm đầu tiên tổ chức, giải thưởng chất lượng khám chữa bệnh có 120 sản phẩm dịch vụ y tế của 35 bệnh viện đăng ký dự thi. Ban tổ chức giải sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các sản phẩm xuất sắc nhất. Giải thưởng nhằm khuyến khích và biểu dương những hoạt động cải tiến chất lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện trên địa bàn thành phố, hướng đến lấy người bệnh làm trung tâm. Dịp này, ngành y tế thành phố cũng công bố top 10 bệnh viện tốt nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Đứng đầu danh sách là Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định xếp thứ 2. Đáng chú ý, trong danh sách này có 2 bệnh viện tư nhân được bình chọn là có chất lượng tốt nhất: Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn ở vị trí thứ 3 và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park xếp thứ 8 trong danh sách. Và tiếp nối bản tin sẽ là phần tin thế giới với những thông tin đáng chú ý sau đây. Pháp dự định xây bức tường bằng kính cao 2,5m để bảo vệ tháp Eiffel. Nissan vẫn theo đuổi kế hoạch xây dựng nhà máy mới tại Mexico bất chấp cảnh báo của Tổng thống Mỹ.